Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vì sao vợ Trung tướng Trần Văn Vệ nửa đêm đến nhà của cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang để làm gì? Liên quan đến vụ án chùm giang hồ xã hội đen Đường Nhuệ bị bắt gần đây do Công an tỉnh Thái Bình thực hiện, nay nhiều đại biểu Quốc hội đang đặt nhiều câu hỏi rằng điều gì đã khiến cho băng nhóm của vợ chồng Đường Nhuệ lộng hành và vi phạm pháp luật một cách ngang nhiên mà chính quyền địa phương không hề hay biết. Có hay chăng các cấp có bảo kê từ trưởng công an, giám đốc công an tỉnh Thái Bình là ông Trần Văn Vệ và cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang? Trước đây được biết cặp vợ chồng Đường Nhuệ cùng với vợ chồng Trung tướng Trần Văn Vệ và đặc biệt là hình ảnh Trương Tấn Sang bảo kê đã xuất hiện hàng loạt, thậm chí là được treo trang trọng trong phòng khách của vợ chồng Đường Nhuệ trong trụ sở của công ty như là một lá bùa hộ mệnh để dọa tất cả những ai dám lên tiếng chống lại Đường Nhuệ. Phát biểu về sự việc nêu trên liên quan đến băng nhóm vợ chồng Đường Nhuệ lộng hành ở Thái Bình khiến cho dư luận bức xúc trong thời gian qua, ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Kiểm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng bản chất của băng nhóm này là xã hội đen mafia, đội lốt doanh nhân, doanh nghiệp để thực hiện các hành vi trái pháp luật bằng cách đe dọa, lợi dụng cơ chế, lợi dụng hành vi của cán bộ có chức có quyền đã là mafia thì phải dùng đến tiền để thao túng quyền lực của các quan chức cấp cao. Trong đó có cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang và cựu giám đốc công an thành phố Thái Bình là ông Trần Văn Vệ để đứng về phía họ để họ có thể thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, có thể không phải là tất cả. Nhưng chắc chắn phải có một thế lực ngầm cực kỳ lớn đứng sau băng nhóm này để thực hiện các hành vi như vậy, ông Kim phân tích. Và cho rằng cần phải tìm ra và truy cứu trách nhiệm, kể cả trách nhiệm hình sự đối với những nhân vật cao cấp nhất từng đảm nhiệm vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước. Vừa rồi, cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam 4 cán bộ có liên quan đến thủ tục đấu giá đất đai. Nhưng nếu quá trình điều tra còn phát hiện ra những người khác thì cũng phải giải quyết đến nơi đến chốn, ông Kim nói thêm. Ông Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Tư pháp Quốc hội cũng cho rằng cần phải làm rõ liệu có ai đó bảo kê cho các thế lực đứng phía sau băng nhóm Đường Nhuệ lộng hành hay không. Tại sao một băng nhóm xã hội đen lại lộng hành trắng trợn như vậy? Họ làm đủ mọi việc tày trời như thế trong vòng suốt hơn 10 năm mà nhà cầm quyền địa phương không hề hay biết. Tại Thái Bình đâu phải là một địa phương vùng hẻo lánh xa xôi hay xa trung tâm trung ương. Tại một đỉnh tỉnh lạc hậu nào đó, đó là một điều khiến cho tôi rất buồn, Hùng cho biết. Chỉ cần một vài vụ việc chính quyền địa phương đã phát hiện chứ đừng nói là phải mất đến 10 năm. Thế thì phải nói chính quyền địa phương không biết gì hay không đã hay là đã bị tê liệt. Tôi cho rằng không phải như vậy, dứt khoát đằng sau đó có một cái gì đó thì mới có thể kéo dài được những tội lỗi của nhóm Đường Nhuệ lâu đến như vậy, và trong số đó có tất cả các yếu tố là bảo kê của cựu chủ tịch Trương Tấn Sang và cựu giám đốc công an tỉnh Thái Bình Trần Văn Vệ. Ủy viên Ủy ban Tư vấn Tư pháp kiến nghị trong vụ việc này phải làm rõ 3 vấn đề. Thứ nhất là ai bảo kê, thứ hai là trách nhiệm của chính quyền địa phương trong chỉ đạo và điều hành. Thứ ba là trách nhiệm của cơ quan dân cử như Hội đồng Nhân dân tới các đại biểu Quốc hội trong vụ việc để diễn ra trong một thời gian rất dài trên địa bàn của tỉnh. Liên quan đến ý kiến cho rằng việc nên để cho Bộ Công an vào cuộc xử lý vụ việc, ông Hùng cho rằng trước hết chưa cần Bộ Công an và nên giao cho Công an Thái Bình và yêu cầu làm đúng quy định của pháp luật để tiến hành giám sát. Đó chắc chắn là mong ước của người dân, cũng có thể để thấy rằng người dân có thể tin vào lực lượng tố tụng không phải cái gì mà cũng phải lôi Trung ương vào. Ông Hùng cho biết, ông Hùng cũng cho rằng hiện ngoài cơ quan công an thì hệ thống cơ quan tư pháp còn có Viện Kiểm sát Nhân dân giám sát chặt chẽ hơn nữa vụ việc đã được đưa ra công luận thì sự giám sát cao nhất là thuộc về nhân dân. Do đó muốn không làm tới nơi đến chốn cũng không được, ông khẳng định. Ông Vũ Trọng Kim phân tích và khẳng định như vậy.
Ngoài giám sát của Viện Kiểm sát Nhân dân và vụ việc còn có sự giám sát của các vị lãnh đạo địa phương, Hội đồng Nhân dân, đại biểu Quốc hội, cùng cấp còn có nhiều cơ chế ràng buộc mà không ai có thể làm trái được, ông Kim nói. Tuy nhiên, ông Kim cũng cho rằng ngoài việc giám sát đồng cấp thì cán bộ công an và cơ quan công an trung ương cũng giám sát về chuyên môn và nghiệp vụ để đảm bảo việc điều tra đi đến cùng. Và được biết, liên quan đến băng nhóm Đường Nhuệ, thậm chí một cán bộ công an tại khu vực tỉnh Thái Bình cũng phải tiến hành cầu cứu về tất cả hành vi giang hồ xã hội đen đối với cha mẹ của anh ta trong vụ việc Đường Nhuệ. Nổi lên vai trò cao nhất là ông Trung tướng Trần Văn Vệ, người lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình trong suốt hàng chục năm. Được biết, ông Trần Văn Vệ ngay sau đó đã lên Trung ương. Tuy nhiên, việc ông Trần Văn Vệ lên Trung ương lại là cái cớ tốt cho Trần Văn Vệ được phép bảo kê từ một cấp độ cao hơn. Ngoài ra, còn có các vị giám đốc công an tỉnh Thái Bình trong nhiều năm qua khiến cho Đường Nhuệ có cơ hội sử dụng hàng loạt các chiêu ma thuật nhằm khống chế người dân. Trong bối cảnh đó, lực lượng công an đã tiến hành giam lỏng Trung tướng Trần Văn Vệ. Một số nguồn tin từ phía nội bộ cung cấp cho hay Trung tướng Trần Văn Vệ là nghi can số 1 trong đường dây bảo kê cho phía Đường Nhuệ. Thông tin này được các phía công an và cựu công an đã loan báo một cách công khai và bán công khai. Một số nguồn tin cho hay rằng khi người chồng đã bị giam lỏng tại nhà thì vợ của Trung tướng Trần Văn Vệ đã có những cuộc gặp bí mật tại Long An đối với cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Được biết, trong vụ án này cũng có dây máu ăn phần của ông Trương Tấn Sang. Người giữ cương vị chủ tịch nước, với vai trò quyền lực của mình, ông Sang đã nhiều lần xuất hiện cùng với vợ chồng của Đường Nhuệ, chụp hình chung với vợ chồng của Nguyễn Thủy Dương, tức Dương Đường, vợ của Đường Nhuệ. Toàn bộ những hình ảnh như vậy được treo trang trọng nhất trong trụ sở công ty tại thành phố tỉnh Thái Bình. Toàn bộ những thông tin như vậy chính là các liều thuốc bảo kê cho vợ chồng Đường Nhuệ trước bất cứ việc công an nào đó dám lên tiếng chống lại ông ta. Được biết, trong những ngày gần đây, không khí trước Đại hội Đảng 13 đang trở nên vô cùng căng thẳng. Vụ án Đường Nhuệ được bóc mẽ chính là liều thuốc mà Tô Lâm muốn sử dụng để thanh trừng toàn bộ các hệ thống công an không ưa bản thân của ông Tô Lâm. Trong vụ án này phải kể đến vai trò nòng cốt của đương kim bí thư và chủ tịch tỉnh Thái Bình. Nếu như không có sự làm ngơ nhắm mắt của bọn họ thì Đường Nhuệ có ăn gan hùm cũng không thể nào chiếm giữ được, hay chỉ ít là lộng hành trên địa bàn tỉnh Thái Bình, chứ chưa nói có khối tài sản khổng lồ lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng được tự do tự tung tự tác trên địa bàn tỉnh như vậy. Chắc chắn phe của Trương Tấn Sang và phe của Trần Văn Vệ đang tìm mọi cách để phản đòn sau những quyết định của Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Trương Hòa Bình. Toàn bộ các phe nhóm đang được vận dụng hết công suất phục vụ cho công cuộc chạy đua vào Đại hội 13 của Đảng cầm quyền dự kiến sẽ được diễn ra vào đầu quý 1 năm 2021. Trên thực tế, những hoạt động đấu đá có cặp vợ chồng và băng nhóm Đường Nhuệ nhiều dấu hiệu bất minh đã diễn ra tại một số huyện như ở Đông Hưng, Kiến Sương. Nhiều lần cặp vợ chồng Đường Nhuệ đã trúng thầu các lô đất được đưa ra đấu giá. Trong khi đó, một số nguồn tin cho biết thêm rằng 4 người là cán bộ thuộc Trung tâm Đấu giá Tài sản và Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thái Bình bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình bắt đi điều tra về vụ vợ chồng Đường Nhuệ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Cụ thể, ngày 16 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã căn cứ vào kết quả điều tra và việc ban đầu với băng nhóm Đường Nhuệ để giải quyết và quyết định khởi tố vụ án lạm dụng chức quyền và quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố bị can bắt tạm giam bị can Phạm Văn Hiệp 36 tuổi, Vũ Gia Thành 43 tuổi lần lượt là giám đốc và đấu giá viên Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình. Hà Văn Dũng 46 tuổi, Trịnh Minh Thúy 50 tuổi lần lượt là nhân viên của trưởng phòng Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Kỹ thuật Tài nguyên. Đều được biết bị can Trịnh Nguyên Thúy là vợ của một lãnh đạo huyện Kiến Sương tỉnh Thái Bình. Ngày 18 tháng 4, theo nguồn tin của báo Thanh Niên cho hay, các bị can trên có vai trò chính trong hoạt động đấu giá đất đai sai phạm,
Ông Phạm Văn Hiệp khẳng định với Thanh Niên là ông không liên quan gì đến vợ chồng Đường Nhuệ. Thậm chí ông Hiệp còn nói là bị băng nhóm Đường Nhuệ đe dọa nhiều lần. Thực ra tôi không quan tâm đến việc đấu giá. Tôi không phải người địa phương ở đây cho nên không phải là chỗ làm ăn. Cho nên tôi không muốn dính vào. Đó là tội chết. Tôi cực kỳ sạch sẽ mới có thể khống chế được chúng. Chúng rất cay tôi. Nhưng tôi nghĩ chúng vợ chồng Đường Nhuệ lại làm mạnh tay như vậy. Chúng đe dọa và bắt cóc vợ con của tôi, gây sức ép để cho tôi phải dính vào những phi vụ của họ, ông Hiệp nói. Và ngoài ra ông Hiệp cũng nói vành vách về các thủ đoạn thao túng việc đấu giá đất của băng nhóm Đường Nhuệ. Đơn vị tổ chức đấu giá chui nhờ vào người khác đứng tên, không thông báo đấu giá hóa đơn. Đài phát sóng thông báo, loa phát thanh thì quần chúng nắm được, nhưng thông báo công khai thì xã ăn gì? Ông Hiệp nói băng nhóm Đường Nhuệ làm chui thì sẽ không mất tiền đàm phán với những người và tổ chức muốn tham gia đấu giá. Nguồn lợi lớn thu được là rất lớn, dẫn đến mua hồ sơ chúng nó không bán, rồi kéo đàn em đến đàn áp và gây sức ép đến những người khác cùng muốn mua đấu giá. Trong khi đó, nhiều nguồn tin báo Thanh Niên cho biết ông Phạm Văn Hiệp về Trung tâm Đấu giá Dịch vụ Tài sản Thái Bình, nhóm Đường Nhuệ đã tiếp cận đe dọa tôi, khiến cho ông Hiệp phải hợp tác trong việc đấu giá. Tuy nhiên, cũng theo nhiều nguồn tin khác nhau, trong quá trình hợp tác với các nhóm Đường Nhuệ, ông Hiệp thấy hoạt động của băng nhóm này sẽ gây ra nhiều hệ lụy nên ông đã rút lui. Sau khi cắt đứt quan hệ làm ăn, ông Hiệp bị Đường Nhuệ đe dọa để làm rõ việc có liên quan đến bị can Phạm Văn Hiệp và băng nhóm Đường Nhuệ. Phóng viên Thanh Niên đã liên hệ với lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình, nhưng công an cho biết vụ án đang trong quá trình điều tra nên không thể cung cấp thêm thông tin. Trên thực tế, hoạt động đấu giá của nhóm băng Đường Nhuệ còn nhiều dấu hiệu bất minh trong một số huyện như huyện Đồng Hưng, Kiến Sương. Nhiều lần vợ chồng của Đường Nhuệ đã trúng thầu các lô đất được đưa ra đấu giá. Nhiều lô đất trong đó có giá sát với giá sàn khởi điểm, thậm chí chỉ vượt qua 10.000 cho đến 400.000 đồng với giá khởi điểm, và Nguyễn Thùy Dương cũng đánh giá là thấp hơn giá của người khác đưa ra. Hay như ở xã Đông Hưng, trị giá thấp hơn 1,5 triệu đồng. Đây được đánh giá là vô cùng bất ngờ và bất thường. Một số lãnh đạo trẻ biết rằng bên cạnh đó, khi tham gia đấu giá xong mà không vừa ý, băng nhóm của Đường Nhuệ thường có những hành vi côn đồ với người đấu giá chúng. Trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, lãnh đạo xã Song An, huyện Phú Thư, tỉnh Thái Bình cho biết, vào tháng 7 năm 2018, xã có 44 lô đất đưa ra đấu giá thì Nguyễn Thùy Dương tham gia cả 44 lô, và khi đấu giá xong thì Nguyễn Thùy Dương và Đường Nhuệ đã cùng với nhiều đám thanh niên xăm trổ hung hãn và tấn công lãnh đạo xã Song An. Và trong cuộc đấu giá này, Nguyễn Thị Dương đã trúng 8 lô đất, đến thời điểm hiện tại mới nộp có 4 lô. Sau khi đấu giá xong, người của Đường Nhuệ uy hiếp đuổi đánh vợ chồng ngụ tại thành phố Thái Bình, khiến cho hai người này phải vào ủy ban xã để trú chân. Một cô giáo tiểu học tại Vũ Thư, Thái Bình cũng trúng 2 lô đất, cũng đã bị người của Đường Nhuệ đe dọa và không dám về nhà. Chúng tôi phải nhờ đến công an huyện Vũ Thư về tăng cường an ninh, lãnh đạo xã Song An kể. Như vậy có thể thấy vai trò quan trọng có sự bảo kê đến từ Trung tướng Trần Văn Vệ dành cho Đường Nhuệ. Hắn ta mới có thể lộng hành đến như vậy. Và liệu rằng sau vụ vừa nêu trên thì cơ quan báo chí đã lên tiếng, pháp luật đã điều tra và có ủy viên Bộ Chính trị cũng bắt đầu vào cuộc, thì vợ chồng của Đường Nhuệ và Trung tướng Trần Văn Vệ cũng như cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ làm như thế nào để có thể giải quyết được tình hình nêu trên? Đường Nhuệ và Liên minh đỏ đen. Tuần này báo chí Việt Nam tiếp tục nhấn ông Nguyễn Xuân Đường và vợ chồng và vợ của ông là Nguyễn Thị Dương xuống bùn. Cặp vợ chồng vốn là những doanh nhân thành đạt ở tỉnh Thái Bình, nổi như cồn trong nhiều năm vì giàu có sang trọng, quan hệ mật thiết với đủ mọi giới, từ viên chức nhiều cấp tới văn nghệ sĩ và các nhà sư, và tử tế tới mức được báo chí Việt Nam xưng tụng là Bồ Tát.
giờ đang bị chính báo chí tô vẽ như những con quỷ khát máu, mức độ và càn rỡ vượt xa khả năng tưởng tượng của nhiều người. Giờ thì thiên hạ đã rõ tại sao ông Đường hỗn danh Đường Nhuệ và vợ là hỗn danh Dương Đường lại giàu nhanh đến mức nứt đố đổ vách và có thể lũng đoạn Thái Bình đến mức đáng kinh ngạc như vậy. Không có việc viên chức hữu trách từ địa phương đến trung ương chống lưng, chắc chắn cặp vợ chồng này không thể dễ dàng trắng trẻo và trẻ tre trong các cuộc đấu giá công thự, công thổ, cho vay nặng lãi rồi thâu tóm công sản của con nợ. Kháng cự thì bắt đánh, kể cả hành hung nạn nhân ngay trong trụ sở của công an. Cho dù chẳng phải bây giờ thiên hạ mới biết sự hỗn loạn trong đánh giá nhận định của báo chí Việt Nam, nhưng biến chùm du đãng cắt cứ một vùng, phát triển sự nghiệp bằng cả thu tiền vận chuyển người chết thành Bồ Tát rồi biến Bồ Tát thành các con quỷ làm người ta cảm thấy chua chát. Chu Mộng Long than những bài viết tung hô Bồ Tát đã bị gỡ gần như sạch sẽ thì cho thấy thương báo chí của ta quá, xoay sở đến điên cuồng trong thời buổi ôn dịch, họ xứng đáng được âm phủ tài trợ. Song đó chưa phải là lõi của scandal Đường Nhuệ, Đường Dương. Giống như nhiều người sử dụng mạng xã hội, Lưu Trọng Văn cũng có tin rằng nếu không được nhiều thế hệ lãnh đạo của tỉnh Thái Bình, đặc biệt là lãnh đạo công an bảo kê, các vợ chồng này không thể làm vương làm tướng đến mức như vậy. Đặc biệt những hình ảnh mà cặp vợ chồng này chụp cùng với cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Klemover Nguyễn Xuân Phúc, rồi sử dụng như những phương tiện để khoa trương thanh thế đều có giá trị. Ông Lưu Trọng Văn lưu ý đến điều đã dâm gian từ lâu trong dân gian, nhận tiền của các loại doanh nhân để sắp xếp đội hình đẹp, bắt tay, nhận bằng khen, kề vai sát cánh với lãnh đạo thuộc hạng tứ trụ, kèm thắc mắc đây là trò mèo dân đã biết từ lâu, chẳng lẽ các quan chức tứ trụ ngớ ngẩn tới mức không biết, không biết hay giả vờ không biết về nguyên tắc khi đã có nhu cầu mua danh thì sẽ có sắp xếp bán danh và có co. Thằng mua danh tội 1 thì thằng bán danh tội 10. Facebooker Mạc Văn Trang xem scandal Đường Nhuệ, Dương Đường là những bằng chứng loạn giá trị do thể chế bất minh khiến cho người ta có thể phất lên nhờ làn kiểu xã hội đen, hệ thống công quyền mù cầm điếc, cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ rõ ràng đã bị vô hiệu hóa trong hàng chục năm. Dân chúng hoàn toàn bất lực, các tố cáo không có kết quả. Giờ nếu như Đường Nhuệ, Dương Đường trở thành bị can chỉ là phe nọ đánh phe kia thì nhân dân cũng chả hy vọng gì. Cũng với quan điểm như đã kể, Thuận Văn Bùi xem scandal của Đường Nhuệ, Dương Đường là một trong những bằng chứng của mối quan hệ cộng sinh giữa xã hội đen và xã hội đỏ, vốn rất khăng khít, đôi bên cùng dựa vào nhau để hưởng lợi và phát triển. Thuận tin rằng vụ án Đường Nhuệ, Dương Đường chỉ là đập sân sau của đồng đội. Đường Nhuệ, Dương Đường chỉ lâm nạn khi những nhân vật lãnh đạo của Công an Thái Bình nghỉ hưu hoặc chuyển công tác đến nơi khác và tỉnh này có tân giám đốc. Thuận gợi ý về mọi người để cùng ngẫm nghĩ vì sao cặp vợ chồng từng sống ở Nga quay về Việt Nam năm 2008, khởi nghiệp bằng cầm đồ, cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ thuê, sau đó lấn sang kinh doanh nhà hàng, khách sạn, vận tải, đấu thầu dự án, bất động sản, dù hết sức càn rỡ trong cả thập niên mà vẫn vô sự rồi thành danh, sự nghiệp tan nát chỉ vì một vụ cố ý gây thương tích mà tính chất mức độ nghiêm trọng chẳng đáng là bao so với trước đó. Theo anh Thuận, vụ án Đường Nhuệ, Dương Đường chỉ là bình mới rượu cũ, thay liên minh đỏ đen này bằng một liên minh đỏ đen khác. Động cơ chỉ là tranh ăn, vừa được ăn vừa có tiếng vang, mị được dân nên mới rầm rộ như vậy. Xã hội đen và xã hội đỏ không chỉ dựa vào nhau, hỗ trợ nhau để cướp bóc, chia chác mà còn tích cực bảo vệ lẫn nhau. Xã hội đỏ làm ngơ cho xã hội đen làm càn và khi cần thì xã hội đen xông lên phía trước để giúp cho xã hội đỏ cưỡng chế, thu hồi đất, đàn áp, phản kháng, giải tán biểu tình, v.v. Scandal Đường Nhuệ, Dương Đường là dịp thu hà điểm lại hàng loạt scandal khác kéo dài từ đầu thập niên 2000 đến nay trên khắp đất nước Việt Nam.
Năm cam được hàng loạt viên chức đủ cấp, đủ ngành, đặc biệt là công an đỡ đầu, do công an là thanh gươm và lá chắn cho đảng. Lãnh đạo công an đã trở thành ông thần bảo trợ cho xã hội đen, xã hội đỏ. Không có giám đốc công an nhiều tỉnh thì không có những ông trùm trở thành doanh nhân thành đạt. Thu Hà thở dài, nhờ công an xã hội đỏ bảo kê số lưu manh, xã hội đen thành đạt nhiều không kể xiết. 5 năm một nhiệm kỳ, cứ mỗi 5 năm hệ thống chính trị lại cho ra các trùm của những ông trùm hùng cứ ở các địa phương. Những vũ nhôm út chọc đường nhuệ mới lại xuất hiện. Vây cánh của các trùm, những ông trùm thất thời sẽ bị trừng phạt để lấy điểm. Nhân dân lại vô tư hả hê chút bỏ phẫn uất ngày hôm qua, rồi sau đó tiếp tục tự nguyện làm những con lừa cho chế độ. Bởi vì lẽ đó mà thời gian vừa qua các báo đảng đồng loạt tung hô về việc triệt phá của băng nhóm đường nhuệ là vì như vậy. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm một nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm một nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.